video này chúng ta sẽ nói về vấn đề chọn chồng nha. Thì tất nhiên là ở trên cái thế giới này thì có rất nhiều mẫu người đàn ông đúng không? Có những mẫu người thì sinh ra trong hoàn cảnh gia đình nó đã có điều kiện rồi, có những người thì khởi nghiệp từ tay làm nên tất cả, rồi có những người thì làm trong môi trường rất là ổn định, có rất nhiều các công việc khác nhau. Thế thì chọn làm sao được người chồng phù hợp nó mới là quan trọng đúng không? Thì hôm trước mình có nói chuyện với vợ mình thì cái quan điểm của mình thì trước kia mình chỉ nghĩ là chị em phụ nữ nên chọn những người đàn ông có bản lĩnh, những người gì ạ, từ tay trắng đi lên đấy, dạng dã như thế. Và cái ưu nhược điểm của những người đàn ông đấy là gì đó chứ không? Chính là cái sự bản lĩnh, nhưng mà nó cũng rủi ro các bạn ạ. Như người đàn ông như kiểu mình đấy, đấy mình là sẽ là tiếp đầu tiên nha. Thế là rủi ro cái là gì ạ, cũng sẽ có thành và có bại, và không phải ai người ta bại rồi thì người ta cũng sẽ làm lại được. Đó, thì nếu mà yêu những người đàn ông như thế thì các bạn cũng rủi ro đấy. Khi mà họ thất bại, họ không làm lại được thì họ sẽ bị kiểu stress, rồi họ sẽ bị tụt mood rất là kinh khủng, và có thể là họ sẽ chìm đắm vào những cơn say hay là một cái gì đấy. Còn những người đàn ông mà xuất phát điểm trong những cái gia đình giàu có sẵn thì sao? Có thể nhá, có thể có những người đàn ông rất tài hoa, tức là họ được giáo dục rất là tốt. Và Việt Nam mình đang dần dần những thế hệ bây giờ nha, nếu mà những điều kiện như anh em mình bắt đầu mà có tiền ấy thì giáo dục con rất là ok. Thì mình cũng thấy là có một cơ số các bạn mà xuất phát điểm từ những gia đình giàu có ấy, thì họ rất ok, họ được giáo dục rất là chuẩn, và họ về họ làm cái đế chế của gia đình họ ấy, thì rất là kinh khủng đó. Nhưng mà số thì nó cũng không có nhiều. Nếu mà các bạn chọn được những người chồng như vậy thì ok quá rồi. Tất nhiên là cái tư duy của các bạn phải tương xứng với họ chứ đúng không? Tiếp theo là gì ạ? Rồi những anh em đi làm công ăn lương thôi, cuộc sống ổn định, rất ngoan ngoãn, ít cám dỗ. Còn những người đàn ông tài hoa thì các bạn cũng biết đấy, nó rất nhiều cám dỗ, vì những người đàn ông giỏi thì cũng rất nhiều người phụ nữ thích đấy. Thì các bạn chọn cái đối tượng nào thì nó tỷ lệ nghịch với cả những cái mà trong cuộc sống ta sẽ phải mắc phải. Thế nên là gì ạ, chúng ta hãy chọn cho mình những người phù hợp thôi, chúng ta cảm thấy phù hợp với mình. Còn lại thì để mà chọn đúng, chọn đủ hay là chọn làm sao mà chuẩn thì chắc là không có một bất cứ một cái khái niệm nào chọn chồng ở đây cả. Chỉ cần chọn cho mình một người phù hợp các bạn ạ. Các bạn cũng không cần phải lấy một người quá giàu. Ví dụ như là hôm trước mình đi sang Nhật thì mình thấy là người phụ nữ Nhật họ không cần lấy một người đàn ông quá giàu, họ chỉ cần lấy được một người đàn ông lo được cho họ thôi. Tức là ví dụ như của Việt Nam mình một tháng 40 triệu là sống được chẳng hạn, hay 50 triệu là sống được chẳng hạn, thì họ chỉ cần một người đàn ông có số lương như vậy hoặc có số tiền như thế thôi để làm cái chỗ dựa cho họ, chứ không phải là quá giàu có thì làm gì. Đấy là những cái mà mình thấy trong cuộc sống. Và chúng ta là gì ạ? Chúng ta nên chọn cho mình một người phù hợp. Chúng ta đừng với cái gì nó cao quá, hoặc là chúng ta bị đặt kỳ vọng cao quá. Bản thân chúng ta tới đâu thì chúng ta chọn cho mình một người phù hợp tới đấy, thì mình nghĩ nó mới ổn được. Còn chúng ta đừng cố gắng, đừng cố nhá, đừng cố thì nó sẽ đỡ vất hơn. Và cái quan trọng của người phụ nữ đó chính là chọn cho một người đàn ông để làm sao các bạn cảm thấy an toàn, là chỗ dựa cho các bạn, và đủ cái niềm tin, và họ là người gọi là tử tế để có thể là giúp cho cái cuộc sống cũng như là con cái rồi mọi thứ, cái thế hệ sau của mình nó sẽ ổn hơn đấy các bạn ạ nhá. Thế nên là cái video này nó sẽ không có đúng có sai. Còn các bạn có thể để lại ý kiến của mình là chọn cho mình tip chồng nào thì để lại comment xuống bên dưới. Ok.